Hello anh em, hôm nay mình có đồ chơi mới. Đây, giới thiệu cho anh em đồ chơi mới của Zippo. Đây là nến nha anh em. Nến này thì được sản xuất bởi Paper Candle. Này cũng là một ấy của công ty Zippo đấy. Đấy, Zippo brand này. Paper Candle Company. Này, rất là nến rất là hoành tráng. Cái hũ này là gần 1 kg nha. 996 gram. Đây, hiện tại thì nến này được ra mắt với 3 mùi hương. Mùi hương đầu tiên là lemon lime này. Này là hương vị chanh tươi mát. Được đựng trong bình cái ly bằng thủy tinh mờ. Đây là đây xem bên trong nhé. Bên trong thì thơm lắm anh em ơi. Thơm. Rất là thơm. Đây sử dụng bất kép này. Bất kép này thì hỗn hợp sáp đậu nành. Đó. Đây để đọc thông số nhé. Em đọc thông số cái này cho. Này chiều cao nó gần 11 cm. Chiều rộng thì nó cũng đường kính của chiều rộng thì nó cũng gần 10 cm rồi. Này là đường kính. Đường kính chứ bán kính thì không tới. Còn độ sâu là chiều cao à? Độ sâu 10,16 cm. Độ sâu là cái gì? Không biết luôn. Còn trọng lượng thì nó là 996 gram. Cả bao bì nhé. Gần 1 kg. Đây là mùi hương chanh tươi mát. Còn qua đây có 3 mùi lắm. Đây. Cam orange bergamot này, đây là mùi cam bergamot. Đấy, chanh thì màu xanh, cam thì màu đỏ vàng. Thơm lắm. Một cục này thì mình được theo như thông số của Zippo bảo thì là một cục như này mình đốt liên tục trong vòng 55 tiếng, hơn 2 ngày, rất là lâu nhỉ. Này đốt trong nhà là thơm lắm. Này là cam, hương cam. Tiếp theo bên này là green and hết. Đây là gừng và thảo mộc đấy. Gừng và thảo mộc. Đấy, nhìn xinh quá ha. Ba cây. Hiện tại có 3 mùi. Mùi này mình sử dụng trong mình, nếu mà chị em nào hay đi spa thì mình sẽ thấy mùi này. Mình để trong spa nhiều, gừng thảo mộc. Một cục này đốt 55 giờ cháy liên tục rất là lâu. Cục này hiện tại thì nó chưa có giá thì em đang giới thiệu sản phẩm thôi. Đây có 3 mùi đẹp ha, đẹp thơm. Này các anh chơi Zippo mà mua cái này tặng chị nhà thì mua với các chị hả, cho chơi Zippo thoải mái luôn. Hay giới thiệu sơ về đồ chơi mới. Thơm quá. Cực thơm luôn anh em. Này xong trong nhà, đốt trong nhà. Mùi hương bay khắp nhà luôn. Làm một cái tặng bà xã. Quá là hợp lý luôn. Rồi, xin chào anh em. Bye bye.